coi đi. Ô, cái này hay nhỉ. Mình ngồi lên đây. Ôi, sao mềm thế này nhỉ. Cái gì đây? Ai đấy? Hay thế cụ Lý à? Lý đây. Thế sao cụ Lý lại ra ngoài này, lại ngồi trong cái mu gà như thế này hả cụ Lý? Lâu quá chả được thấy múa lân, thế là cứ ngồi cứ tưởng tượng đang múa lân. Ôi, gì thế? Thối quá. Thối. Ừ, thối thật đấy. Thối quá luôn đấy cụ Lý ơi. Thế sao lại không có đi ngồi vào chỗ nào, lại ngồi vào cái mu gà thối ơi là thối như thế này? Thế cụ Lý đi đâu đây? Đi bắt trộm. Thế đêm hôm thì ngồi đây, phải canh trộm thì phải ngồi đây thôi. Mình là trưởng mà, trưởng ở trong cái làng này mình phải làm gương chứ lị. Thế cụ Lý nãy giờ ngồi đây đã bắt được trộm chưa à? Chả có thằng nào trộm cả. Thế bây giờ này này, thì đi bắt trộm mà không có trộm thì nhục quá. Thế bây giờ thêm màu giả vờ làm trộm thì cho Lý bắt lại. Thôi khôn chết luôn rồi, tự nhiên bắt người ta làm trộm, tôi được Lý vừa bắt trộm thôi ngại lắm, chả chơi đâu. Thôi để màu về, chứ nếu mà màu mà đứng ở đây như thế này á, hai người cứ vờn qua vờn lại như thế này á, trong làng người ta lại tưởng màu là lẳng lơ, rồi người ta cạo đầu, người ta bôi màu. Ôi giời ơi, chết mà sao màu lại sợ cái đấy. Mẹ bố tiên trừ thằng nào dám động đến màu khi mà có Lý ở đây, chả thằng nào dám động đến màu đó. Thật không? Thôi để màu về. Ôi ở lại đi. Thôi mà màu về. Thôi về làm gì sớm thế. Thôi mà để màu về. Thôi mà để màu về. Màu múa mãi màu cũng mệt lắm. Biết thì tôi già tôi còn chóng cả mặt rồi ạ. Ôi thế. Ui xa tí. Thối quá luôn ấy. Vẫn còn nghe thối à? Vẫn còn thối đấy. Lâu thế kia mà vẫn chưa quen mùi à? Thôi bỏ quên mẹ nó đi. Chuyện thối đi. Giờ lại chuyện hai chúng mình lên. Giờ lại chuyện hai chúng mình thì mình biết làm gì bây giờ. Ngại lắm, bọn đàn ông trong làng này lại nhìn lại đánh giá màu, đánh giá cụ Lý chết đấy. Chả thằng nào đánh giá, nó đánh đến đâu cũng chả được cái giá nào mà cao như giá lại. Dạ không tưởng là con muỗi tê. Này thầy Lý ơi. Ừ. Thầy có biết không? Ba răng ba gì ơi, răng ba đi ơi, đi là đâu ba đi khắp chốn, nối dây tơ hồng thế duyên ông chồng làm khổ cái đời em ơi. Thầy Lý ơi, này thầy Lý ơi, có chồng gần bên đây, anh thì giàu to chức anh thì nhớn, đất anh thì nhiều cái ruyền tờ hồng nối nối cùng nhau. Ơ ừ, biết không cô màu này, biết không? Lại đây. Lại đâu? Lại gần đây tâm sự tí. Nó lại mới lại nhá, chứ chả muốn lại đâu đấy. Hiểu rồi. Trời, sao chóng thế? Chóng gì ạ? Vật vã chóng thế? Không có ạ. Vừa đứng đây, tự nhiên con gì ấy, nó bò vào người màu, nó đi từ trên cổ nó xuống dưới lưng, thế nó đi vòng ra đây, chả biết con gì. Thế cụ Lý ơi, cụ Lý giúp màu một tay đi, không thì cái con ấy nó chui thọt vào người thì chết màu đấy. Đây, cụ Lý ơi, cụ Lý giúp màu một cái. Đâu? Đây, nhanh lên cụ Lý ơi, nhanh lên. Nhanh à? Giúp màu một con tay. Nào, con nào mà giúp đỡ cơ hội cho Lý thế này? Nhanh lên, cụ Lý ơi. Đây, nhanh lên. Không, nhanh lên. Nhanh lên cụ Lý ơi, nhanh lên. Vẫn chưa hết à? Chưa hết mà. Nhanh lên. Cụ hành thế. Cụ Lý biết không, trời nóng quá, màu phải mặc nhiều áo yếm như thế này cho nó ấm đấy. Trời, cứ như là cụ hành ấy, tháo bao nhiêu chả đến lõi. Cụ
Lý ơi, cụ Lý chơi bốc hành màu rồi. Thế bây giờ màu chơi lại trò bốc tỏi. Ôi trời, ai làm thế? Chưa làm cái gì mà nhảy đồng lên thế. Thì mình chơi trò bốc hành bốc tỏi cho nhau vui lắm ấy. Bốc tỏi nhá. Lại đây. Cái gì bốc à? Định mà. Lại đây. Không ngại á? Lại đây. Ôi trời, nhanh đấy lên. Không ngại đây, ngại chết. Nhanh người lên, không người ta nhìn người ta cười trên khuôn mặt đấy. Nhanh lên nào. Ý, ai làm thế? Một lớp rồi đấy, một lớp rồi. Một lớp rồi. Thế tháo ra à? Tháo ra chứ. Nhanh lên, nhanh lên, tôi chừng mất cảm xúc bây giờ đây này. Thế để màu bóc thêm lớp trên này nhé. Thôi, từ xưa giờ chả ai bóc, tự bóc đi. Tự bóc và tìm cảm xúc mạnh hơn. À, coi như cụ Lý thực sự gì. Chờ tí nha. Thôi nhanh trời lên đấy. Nhanh lên đây, để màu đứng đây. Màu trúng gió, màu ngại lắm đấy. Nhanh lên nhá. Đếm đấy, từ 1 đến 3 mà không xuất hiện là màu đi về đấy. Từ chứ lị. 1 nhá. 1 rưỡi. 2. 2 rưỡi. 3. Ơ thế chưa bóc gì cả? Bóc hết cả rồi. Thế bóc đâu chả thấy gì cả. Đã thể không cười mà lị. Có cười gì đâu. Ôi cụ Lý nhìn bóc tỏi ra nhìn xinh trai ra phết nhỉ. Lẳng lơ. Lấy ra nào. Ơ sao bảo là cụ Lý người lắm chuột lắm mà sao chả thấy con chuột nào cả. Cảm xúc dữ quá thì chuột nó chạy mẹ nó cả đàn rồi. À, thế à. Thế bây giờ tiếp tục mình chơi trò gì cụ Lý nhỉ? Đây. Lại đây. Và ở trong này đi. Từ từ, đây. Không, từ. Đứng đây như thế này này. Ôm nhau như thế này này. Ở trong mấy như là toán như thế này. Bố người ta yên tâm. Bố người ta. Bố người ta. Trời ơi, màu này nó điên rồi, trời ơi chết. Trời ơi. Hiếp dâm đâu? À, hiếp dâm đây rồi. Chúng mày đâu? Quánh bỏ mẹ cái thằng hiếp dâm cho tao. Quánh. Ôi trời ơi. Còn đâu? Quánh. Hiếp trưởng đây. Này, giả danh lý trưởng à. Quánh bỏ mẹ cho tao. Tao chịu. Quánh đây. Cả bọn mình đây mẹ lý trưởng đây. Lý trưởng. Ôi trời ơi, mày không nhìn thấy tao hử? Ôi trời ơi, sao thiên nhiên hoang dã thế? Ôi trời ơi, quần lửng áo lơ thế này à? Chả lửng lơ cái gì? Mẹ tao mà mày còn nhìn không ra nữa. Ôi mày, đánh sao lánh lắm hả? Đánh lắm thế hả? Ôi mày còn nhìn cái gì? Ôi, cụ, dạy con là phải bắt những cái thằng mất dạy. Một cụ mất dạy như thế, con biết làm thế nào? Con không quánh cụ cho cụ quánh con à? Nhân sư mày, lúc thì tao gọi mày mấy canh giờ chả thấy mặt thằng Tuần đâu. Bây giờ lại không gọi mới hú lên mà hai câu hiếp dâm là có mặt mày là thế nào? Ôi giời, cụ ơi, lạch thế này. Cụ nhá, bây giờ mọi người đi ngang mà trông thấy ấy, đi ngang mà trông thấy thế này ấy, thì có mà toi cái chức chánh tổng ấy. Đúng nhìn xuống mà mày còn đúng à. Mẹ lý trưởng tao không biết tao còn giữ được không đây, còn nói gì tránh với trả tổng. Ôi giời bây ơi. Giờ làm thế nào đây? Ôi làm thế nào thế nào? Ôi giời ơi. Mẹ bây giờ đi vào thì cả làng non thấy nguyên cả bộ xương khô này thì nhục ba đời nhà tao. Ôi giời thôi mà. Thế chứ lị. Bây giờ tao nhìn tao còn kinh thế này. Bảo này. Dạ. Thế hôm nay sao không bồng cháu đi? Dạ, trời bẩm cụ, cháu khuya quá, cháu ngủ rồi ạ. À. Cháu có tật nghiện ti. Cái khoảng đấy thì con thua vợ con. Này nhá, con mà có được như vợ con ấy, đi tuần ấy, bồng cả cháu theo. Ôi trời ơi, vui. Sao số tao lại xui thế nhỉ? Mẹ phải mày bồng cháu đi à. Mày còn nhẹ nhẹ tay tí mà nom ra mày vô phúc ấy. Sao thế cục? Thế cái lúc mày bị đánh hay mày đem đi cho nó thấm nhuần lúc mày đánh người khác?
mang đi cho nó học cho nó thấm nhuần. Ôi giời. Nhưng mà đâm ra tao lại có phúc. Ôi thế nó lại thấy nó thấm nhuần, lần sau nó gặp tao nó lại đánh bỏ mẹ tao nữa. Con có ý kiến ạ. À. Thế kỳ sau thế khi nào quánh cụ con bồng cháu theo cho cháu thấm nhuần nào. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, con nhớ lời thôi ạ. Ôi giời, thế nào cụ ạ? Thế nào đi, tao đi về. À cụ, con mõ. Ôi giời, con mõ. Gọi ngay con mõ. Con gọi ngay con mõ nha. Con mõ ơi, mõ. Mõ ơi. Mõ. Ôi giời. Không đánh nữa, không rõ nữa. Mõ. Cụ Lý. Con là cái con gì đằng sau kia? Con người mày cứ tưởng thằng Lăn là mày ở đây, tao đây này, nhân giống thằng Lăn đấy, chứ người. Cô ơi, sao lại thế? Sao lại em đây không lạnh à? Quần áo bỏ đâu mẹ rồi? Tao mới phắn cái mất mẹ một quần áo gây gọc mất không còn một cái gì. Sao nghe tiếng ầm ĩ bảo hiếp dâm là chuyện gì xảy ra? Ô, hay là cụ hiếp dâm con Màu hả? Mẹ con Màu nó hiếp dâm tao ấy, tao hiếp dâm gì nó? Cụ điêu, cụ hiếp dâm con Màu ấy. Ôi dồi ôi. Tao hiếp dâm nó là nào? Ôi dồi, xin lỗi cụ. Xem mày không thấy rồi mày bảo. Ôi cụ quá nhảy thế, bây giờ đứng lên con xem nào, thế bị ăn cắp hết quần áo rồi à? Mất hết mẹ rồi. Đứng lên bắn con xem mất nào? Không còn một cái gì. Đứng lên xem có gì để cởi cái áo trong này. Tao đứng lên nông kinh lắm, mày thề mày không cười đi. Cười cái gì, đang đau thương này cười nào? Cụ cứ đứng lên đi. Đau khổ này không thể cười được, không thể cười được. Cụ mày mới vừa thề xong nhá. Không phải con cười, con chợt nghĩ ra một cái suy nghĩ. Cụ ơi, trả lại thế này, cái tấm phản nhà con nó cũng mất một miếng. Hôm nào dỗi rảnh cụ cho con mượn này, cạn vào cái giờ này mày còn đùa được à? Không, cụ ơi bây giờ này, đây để cụ xê lên đây, con bảo nhanh lên. Cụ xê lên đây. Thế này nhá, bây giờ á, tình hình là nếu mà mọi người thấy cụ như này cụ chết, cụ không sống được đâu, chắc chắn là thế đâu. Cho nên con mày nói nó lại như này. Ôi trời, con sợ mũi cái cắn gì rồi. Cụ ơi bây giờ thế này này, con có cái suy nghĩ này này nhá. Thế cụ xem là bây giờ hai vợ chồng con Màu là cái thằng Nô với con Màu ấy, thế nó lấy nhau thì nó có đứa con nhưng nó chưa làm lễ thôi. Bây giờ cụ đứng ra cụ làm lễ cho chúng nó, cho chúng nó vợ chồng nhận nhau rồi đem con về nuôi cho nó. Mày chọc điên tao à? Cụ... thế hóa ra là bây giờ tao đi xử bọn nó mà bây giờ tao thua bọn nó à? Đây cụ có thua đâu, để con phân vấn đề đây này. Về phía con, coi như là cho cụ 7 xu rưỡi luôn, không đòi nữa. Về phía cụ, chuyện này coi như không ai biết, chỉ có chúng con biết thôi. Thế này, nói ra là cắt mồm nhá, cắt mồm hết đấy. Đúng đấy cụ à. Còn không thì cụ tùy cụ thì thôi cụ... Này, cụ hiên không quá rồi, gió nó nhập vào này. Nhập vào đây. Nó thiên nhiên quá lại dạng ra rồi. Gió nó lùa sang phát là rồi, xong luôn đấy. Thế bây giờ sao? Không ấy, con đi ra mõ này. Thế, đi ra được xuống người ta đứng à? Đây thế xem, đi cục. Xem động vật lạ đấy. Này, đây, bà đây. Sao mày máu thế? Hả? Nghe của chồng mày, sao mày mới làm mấy vài hôm rồi mày lại máu thế hả? Thế bây giờ sao? Bây giờ tao chả biết sao, bây giờ cứ được đấy nào? Cụ à. Cục. Được đấy cục. Thế cho gia đình người ta đoàn tụ. Xem động tư. Để ta tính toán này. Được đấy. Bây giờ không khéo người ta thấy tao lại mất bố luôn, chất lý trưởng đây này. Đúng. Thì thôi, thế tao cũng đành chấp nhận thế thôi. Thế nhá. Ôi trời, Màu ơi, Lôi. Ôi trời, đấy. Bây giờ này cụ Lý đồng ý cho chúng mày về nhận vợ, nhận chồng, nhận con, nhận cái nhá. Thế chân là phải xem nào. Ôi xấu hổ kìa. Ôi trời, che rồi, che gió. Lấy cái bu lên, lấy cái bu cho cụ Lý vào, cụ che cái bụng. Thôi thế bây giờ bọn mày ở đây nhá. Trời ơi, thôi cứ về, thế tao về trước đi, để gió này nhập vào chết đi. Bây giờ cho tao mượn áo đi. Không, con đưa cụ về. Thôi được rồi. Cái Màu nó nhìn kìa, nó cười nhá. Đấy này nhá, thôi cái mặt ra mà thấy đừng đi đây. Thế tao ôi giời ơi, ôi giời ơi, đúng là gà đen chân trắng là mẹ mắng không mua đấy, đúng là con gà đen chân trắng. Ôi giời, nhìn gầy còm thế mà cũng ra phết đấy, nhìn có khác gì với con gà nòi không. Còn là cũng về cũng gà đen chân trắng về mẹ mắng không mua, gà trắng chân gì mua chi đâu ấy. Quán quỷ ơi, quán quỷ, nhớ quán quỷ.
về. Tôi có thuốc. Quay hả quay? Quay thì thuốc không? Quay nàng đâu vậy? Đang ở dưới này nè. Sao nghe tiếng mà không thấy hình? Ừ. Ở đâu? Dưới này nè. Dưới này là chỗ nào? Dưới đất nè. Dưới gầm hả? Ừ. Trời đất ơi, quan làm gì quan trung dưới cái này vậy? Trời đất ơi, mày không biết, quan sợ. Nghe nói có quan tỉnh dưới diễn ca, tao sợ quá, tao trốn nãy giờ nè. Trời đất ơi, tao tưởng quan lớn không rồi. Trời vậy hả? Trời vậy yên tâm đi, ông quan tỉnh chưa xuống đâu. Chưa xuống hả? Ừ, thôi ra đây đi, chơi dưới đó làm chi nữa. Ừ, đúng rồi, ở đây chi, nghe. Đúng rồi. Nghe anh nghe. Ừ. Ra đi. Không được chung anh. Sao vậy? Cái phần trên quan ra được, một phần dưới nặng quá ra không được quan. Quan bệnh hả? Quan biết sao bệnh đấy, rất xa rồi, sức khỏe của quan giờ này kém anh nha. Đó, nhẹ rồi đó. Nghe không thấy không? Không, đó, vậy ra đi. Không được. Không được nữa hả? Nặng rồi sao bị cái bệnh kỳ vậy ta? Bệnh mà sao nó dỗ mấy cái nhẹ, mà nó không dỗ, không nhẹ. Sao bệnh như quen quá ta? Đâu giờ không thấy để con đứng xuống coi làm sao nha. Đứng ra thôi, con đừng dỗ mặt quan nữa, con coi có bị gì nữa không nghe. Tại giờ con bỏ đây ngồi, quan thấy sao? Rồi, hết rồi đó. Hết rồi hả? Ừ. Nghe nói hả? Nghe nói đó con. Con em nay con ngồi đây con thấy sao? Ồ, nặng ngon thấy không? Có sụp kỳ vậy? Con nhúng nhúng thử mấy cái nghe. Rồi, tao biết rồi. Sao? Thôi, mày xuống đi quan, con xuống đi, chuột xuống. Sao vậy? Hồi nãy giờ con ngồi lên bông của quan mà nặng quá rồi, bởi vì tao không ra không được, thấy không? Ủa, mong ngồi đây hả? Ừ. Trời chắc như cái nệm gì không nổi á. Bây giờ anh sao? Giờ lâu quá anh ra dùng cái khói thì đất nó khổ ghê. Rất là dễ dẹp, dẹp khỏe. Đây đang lâu lắm. Lâu cái chân ông ơi, mày lo cái đầu tao kẹt vô đây sao? Trời ơi, nói lâu anh nào phải nói gì. Không nói sao tao biết được. Lâu lâu cái chân ra. Ờ nghe. Thấy chưa? Chuột ơi, chuột ơi. Kẹt rồi chắc quá, chuột ơi. Chuột. Giờ sao? Không mày thả xuống đi. Thả xuống tự tao ra. Ui da. Ra là chứ. Hai chân luôn thả xuống luôn cho. Trời đất ơi, quan làm chui mũi như chuột đục khoét ra vậy trời. Chuột mày phải khét nhớ cái mày chuột. Mày ngồi mày nhúc chân cục cái xương sống của tao. Rồi bây giờ mày ra mày kéo giọt kéo đắng nữa. Không nha. Cũng may quan thông minh, quan biết kịp á. Chứ mà con ngồi hồi quan dẹp lép luôn á. Ờ, con nhận con giỏi ghê lắm. Chứ sao trời ơi, con không giỏi rồi được. Ờ, hay ghê vậy con. Con ồn ào, thấy ồn ào ghê thì con sợ ghê. Bớt mệt chưa? Bớt rồi con. Người thấy bớt nặng chưa? Bây giờ không, còn nặng quá con. Vẫn còn nặng hả? Vẫn còn nặng. Con biết sao con nặng không? Sao? Con biết. Sao con? Tại đêm là nãy con nặng chứ gì? À, con nghe nha. Quen quen phải không? Con quen qua đầu đó là qua biết lo cho dân cho nước. Nên nó cái đê nó bể quá. Quan cũng buồn quá, lo nó nặng người đúng không? Biết cái con khỉ khô á. Sao vậy con? Ông mà tốt thì bị đầu vậy đó. Sao tốt? Biết sao mà ông thấy là con nặng không? Sao con? Tại vì á, ở trên tỉnh á, người ta rót về xuống dưới huyện mình để xây đê đúng không? Ừ đúng rồi. Rót là mấy ngàn đồng lận đúng không? Mấy ngàn gì nó chính xác nè. Nhiều? Chính xác là 4.200. 4.200 đồng đúng không? Ừ, đúng đó. Thành thật như là được khoan hồng á. Ừ. Đó, mà 4.200 đồng ông ghê nha. Ghê sao? Qua tay ông ghê nha. Ghê sao? Ông xào nó nè. Qua đến tay quan còn có 42 đồng mà đúng không? Quan giỏi đúng không? Ờ, con đừng con biết mà. 4.000 mấy mà qua tay quan xào trẻ, quan xào nấu xong còn có 4 mấy đồng là hay chứ sao? Ừ, giỏi. Ừ. Quan xào hay quá mà. Ừ, giỏi. Mốt có nguyên cộng dây thần nhà nó quấn quanh cổ quanh giật lên nè. Cái hà thời gian, thời gian lạ. Ừ, đó, xào dây thần đi. Ừ, dây thần giật lên vậy đó, ngon lắm. Nó treo cổ luôn đó. Đúng rồi. Anh bảy anh ba bị treo cổ. Đó, không đó. Tốt. Ôi mày nói tao hối lộ hả mày? Chỉ còn cái quan không hối lộ cho ai. Tao mày... Trời! Nãy giờ tôi quỳ. Nó ngồi trên này. Quan biết tại sao con ngồi trên này không? Mày là quan hả? Hả mày? Phải quan mà tại thấy quan quỳ con phải ngồi vậy. Giống như mọi khi quan hay xử người ta đó. Ồ vậy hả? Giờ mới ngồi tao quỳ nữa hả? Đúng rồi. Đó. Quan giờ được đó. Bé! Trời! Quýt xuống! Quay cái lũ dân đen là nó muốn yên, nó không muốn yên, tao cho nó không yên. Dẹp nó lại. Quan làm gì? Quan làm gì? Không rồi. Không làm gì nữa. Biểu hiện.
qua đứng mày thấy chưa? Mày thấy nó sợ cái quy của tao chưa? Đã thấy rồi. Đưa luôn một cái là nó thấy mặt tao nó sợ liền, thấy không? Quy quá, quy quá. Quy chưa? Quy quá quay rồi. Cậu quay bỏ xuống đi quay. Ủa vậy nói gì nó sợ cái đau rồi đâu phải sợ tôi. Chứ còn gì nữa nó sợ cái đau chứ sao quay. Lũ dân dân đen tóc vàng ha. Quậy phá ung sùm phải không? Chết tay tao bây giờ. Quan gì? Quan chửi dân đen tóc vàng là đúng rồi đó. Đúng không? Quan chửi thêm câu nữa ngon lắm nè. Sao câu gì? Dân đen mà tóc ít. Đồ lũ dân đen tóc. Mày nói tao hối hả mày? Đập mà chết được. Nè. Tao nói nha. Bây giờ nha, rượu mà mời mày không muốn uống phải không? Mày muốn uống rượu phạt phải không? Được rồi, la phải không? La chết thằng tao này, la nè. Dân đen chạy đi. Trời ơi, ông nổ súng thiên rồi, chạy đi. Ông này ông dữ đó. Trời ơi, chết tao rồi. Trời ơi, mạng người muốn làm gì có đẹp. Đây là đường gương này là cho mày tử nè. Trời ơi, chết lạc nó chạy hết. Trời ơi, ông nổ súng thiên rồi. Một tên nè, hai tên nè. Trời ơi, ông quan trọng quét quay hết xong. Trời ơi, bao nhiêu cái đầu, bao nhiêu cái tay, bao nhiêu cái đủ súng lạc nó chạy được chưa. Chết rồi. Sao chết tao chưa? Trời ơi, bao rơi, trời đầu rơi. Tóc rơi, chẳng có gì xin người qua đời hết ông nội ác quá. Quay đừng tay ông ơi, tôi kiếm tao ông ơi. Trời ơi, thê thảm của dân làng bò nè, trời ơi, tay chân lủng lẳng chân. Trời ơi, cái đầu lật lìa lật lõi, trời ơi, tội nghiệp. Trời ơi, tôi quan khốn nạn, tôi quan ác độc. Đồ giết người không gớm tay, trời ơi, tôi theo hầu ông chi vậy trời. Hồn tôi đói hay sao? Dân im lặng quá vậy ta? Sự im lặng rung rợn. Vậy là bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu sinh linh, bao nhiêu con người chết ở vòng này rồi. Đúng là tình qua khốn nạn mà. Ai còn chân đứt cánh tay lặng lẽ lặng lõi vậy? Ai đó? Ai vậy? Bò ra ngoài đi, ngồi dưới đây không chém nữa. Chú ơi, chú ơi, chú ơi, chú ơi. Cái hình lạ quá, một tiếng nghe quen quá vậy nè. Ôi. Quang hả? Đỡ Quang vậy chú ơi. Ừ, Quang đây hả? Quang Nguyễn. Ừ, đỡ coi sao nè. Thế nè, đỡ chài, đỡ rồi. Đưa Quang lên thẳng rồi. Trời ơi. Quang vô lẹ Quang ơi. Quán sao không? Quán sao không? Sao te tua vậy quán? Ờ thì đó quán là hội đồng. Đừng quán hội đồng hả? Ờ. Sao nãy nghe ngoài ở ngoài đó quan la dữ lắm mà. Chết nè, một đứa, hai đứa, ba đứa, bốn đứa. Rồi giờ đứa này te tua vậy nè. Quan la cho nó quay. Cho nó ra giống là quan. Chứ không la tụi nó đánh mình. Trời ơi. Chết đến nơi mà đặt sĩ diện nữa. Yếu mà đặt ra gió chi không biết nữa. Gió gì? Bảo chi gió gì con ơi? Bảo luôn rồi hả? Cha trời, nó phải muốn bể cái đầu luôn mà giúp ra mày ạ. Trời đất ơi. Rồi giờ quan tính sao đây? Thuộc ơi. Hả? Nhìn hình sức khỏe của quan chắc quan chết quá chú ơi. Quan gì con? Quan thương con ơi, đừng bỏ con, quan đừng chết nghe quan. Gì vậy quan? Dù sao đi nữa tao cũng mừng. Cuộc đời là quan của tao, cũng có người thương tao, khóc tao, sợ tao chết. Dạ con sợ quan chết dữ lắm luôn á quan. Cảm ơn con chuột. Quan đừng bỏ con á quan. Chuột, dạ. Sao cái mặt con nhỏ quá vậy chuột? Trời, cái đó mặt nhỏ. Ủa, con nhỏ không? Ừ, mặt con trên này nè. Chuột ơi, nhìn đi. Thương con lắm chuột ơi. Con
Quan chết rồi, con lo cho Quan vậy là Quan mừng lắm chú ơi. Con Quan hứa con Quan không được chết nha. Không chết nữa. Mẹ Quan mà chết rồi thằng nào trả 3 tháng lương cho con. Tưởng Quan thương mình, chết nó thương mình. Ai dè, nó đòi chủ yếu đòi 3 tháng lương. Giờ Quan trả 3 tháng lương thì Quan hay chết. Không trả mày. Chừng nào Quan mới trả? 3 năm sau nữa con mới trả. Trời ơi, 3 năm mới được lãnh lương hả? À. Bây giờ hỏi Quan nè, đuổi trong 3 năm nó chưa kịp lãnh lương, còn chết bất tử. Rồi sau tiền con tính sao? Tiền của mày nó xuống dạng bảo quỷ. Tiền cốt vậy? À. Tự nhiên xuống công quỷ hả? À, biết mà chết sớm chị. Chết không báo trước hả? Ừ. Rồi giờ hỏi Quan lần nữa nè. Dạ. Kêu con chết á là xuống vào công quỷ đúng không? Ừ. Vậy Quan chết thì tính sao? Tụt cha. Tao sao chết được? Tao khó chết lắm, tao sống lâu lắm. Bị nó đánh nguyên trận nhưng mà không chết. À. Hả? Được à? Nhiều quá. Con. Vô sẵn cái dịp này. Không bại cái mùi này. Rồi nghe ra. Bây giờ nè. Bây giờ là bận bước nếu mà ngoài trên có xuống á. Rồi nghe. Tao và bọn chết. Mày vô trong làng. Mày kêu cái đám dây đen á. Mày mướn nó ra đây. Nó khóc đi. Nó khóc nó kể lễ. Nó thương tiếc một vị quan là thân cao. Nó thương tiếc. Nó khóc thì quan thấy tao chết thì mới mà được chân thương vậy đó. Quan cảm động lắm, cảm động là phải tha thứ cho tao. Nó hồi như tao sống vậy thì mọi chuyện đã xong hết. Ôi ui, thấy không? Ủa sao bình thường quan ngu quá mà lâu lâu mới ngồi được cái khôn vậy trời. Có nghĩa là những dịp này quan lên chức quan lớn hơn nữa. Quan lớn luôn à, thấy hay quá, hay quá. Chết cha, mà kiếm người khóc hả? Ừ. Kiếm ai khóc cho quan? Không, bây giờ kiếm ai khóc cho quan nè? Vô dân làng, kêu đám dân làng khóc cho quan. Ôi quan tự tin quá. Thương tiếc. Trời ơi, dân làng bây giờ mà nghe tin quan hấp hối nha, ta bay vô còn bớt cổ quan chết lẹ nữa. Ta ghét quan muốn chết luôn mà. Kiếm đâu ra người khóc cho quan? Đúng không? Ừ. Tiếng gì à? Có ai vậy? Quan ơi, quan. Bảy ơi. Bảy luôn á. Bảy hả? Quan ơi, quan. Có thấy quan đâu không? Bảy. Mày luôn. Gặp lớp, gặp quan. Đây, quan nè. Quan nè. Tôi là quan nè. Quan cái đầu mày. Trời ơi, cái thằng này tao biết rồi, nó hay trộm ăn cắp bị người ta quấn sưng mặt nè, tao đi gặp quan. Trời ơi, mày lú. Trời ơi, ông nhìn kỹ coi. Trời ơi, trong hai thằng ngoài đây có thằng là quan đó, ông nhìn coi hai là quan. Thằng này không phải là quan. Vậy là thằng này quan. Đó không phải là thằng này hô. Trời ơi. Hả? Nhớ tôi không? Trời ơi, ông bị lú riết rồi không nhớ gì chứ. Nè, tôi là thằng chuột, thằng hầu. Ừ, giải thích đi con. Nghe không? Thằng hầu của ông Quang. Thằng hầu. Ông Quang là thằng này nè. Thằng này. Hả? Bà nội mày. Dạ. Mày hổ nha mày. Quên, kêu quên một thằng hả? Trời đất ơi, tôi là thằng chuột, thằng hầu. Ừ. Nó là Quang đó. Quang. Nó là thằng hầu. Mệt quá, tại ổng chứ bộ. Ông làm rối chứ. Nhớ chưa. Không hiểu, từ chứ nhớ. Quá là muốn nhớ là phải giật tóc mới nhớ. Ông này tạc ông vậy, mỗi lần nhớ vậy ông bứt cùng tóc. Hên năm tóc nhiều nha. Ông mà tóc ít cũng bứt mấy cọng ra ông này rồi. Nhân tao đó, tao bị nó bứt nó suy nghĩ chị gì giờ nổ cọng vậy đó. Nhớ là quan nè. Quan. Nhận nó không đây, quan nè. Trời ơi, lâu đó. Quan, thấy không? Quan. Ừ, nè. Hói. Ừ. Quan. Hói. Quan. Chưa? Sao mặt bầm quá, khác mọi ngày, chưa tin. Mặt của ông lựa gốc không mới tin mà. Mò quần hết rồi. À, đúng rồi. Mà sao quan te tua vậy? Mặt mày quan sao tan nát quá vậy? Hả? Có chuyện gì ghê gớm lắm phải không quan? Trời ơi, ông bị đánh hội đồng hồi nãy ngoài kia kìa. Ông bị lú riết, còn không nhớ gì chứ. Lộ cha mày. Mày nói gì tao lú? Mày không được nói tao lú. Cái tiếng lú này ngày xưa tao hiểu tiếng lú có nghĩa là ngu là dốt, hiểu không? Đúng rồi đó. Mày nói tao ngu mày. Tao không được nói tao ngu hết chưa? Tao ghét ai nói tao ngu lắm. Ông Bảy. Hả? Ông kiếm tôi có chuyện gì? Có chuyện, quan trọng lắm. Nói cho quan nghe. Chuyện là vậy nè, tôi á là tôi
thôi sao? Ô sao kỳ vậy ta? Mỗi lần gặp qua là tự nhiên cái trí nhớ tôi nó quên hết, là không còn nhớ nữa. Thôi, để tôi ra đây tôi lập lại trí nhớ. Sao quay? Đúng rồi, mày luôn. Tôi đi, chứ không có ngồi nữa. Mày, đứng lại. Ông kêu mày kìa, tên mày mất dạy. Quát kêu mày mà mày ngồi mày không trả lời là sao? Hả? Bảy, mày là bảy á. Tôi là chủ, ông là bảy á. Hổ với anh, hổ. Ông làm muốn tức quá. Thôi, ông bảy. Là sao? Ông là ông bảy á. Bảy. Không phải là bảy, tao là thằng tám hay chín gì á. Trời đất ơi, bảy, ông là bảy, đây là chuột, tôi quan. Tôi là bảy. Bảy, chuột, quan. Còn tám là thằng nào? Ai biết, hỏi tôi. Thằng chín là thằng nào? Trời đất ơi, dòng họ anh em ông hỏi tôi, ai biết? Cha quan là ngu thấy mẹ. Tám, chín cộng lại là 17 mà ông biết. Thôi mệt quá, không nói chuyện mấy người nữa. Ông bảy, hả? Ngồi xuống đây. Gì? Ngồi xuống. Nhớ bảy ai không? Nhớ bảy chưa? bảy là tôi là bảy ông nhớ được tên đúng không? Bảy không nhớ gì hết, ông không nhớ gì hết, ông có nhớ gì hết, ông mày lú mà lú vậy hả? Lú dữ lắm, lú mồ tổ mày. Ông có nhận ra con luôn hả? Chuột, trời ơi, nhận ra con không? Chuột, con không? Chuột, con hả? Chuột, chuột, ở mướn tôi nè. Thôi quanh la ông chơi cho mệt, con ở đợi cho quan 3 tháng rồi đúng không? Để mỗi lần đi đâu về, đi chợ về nha, là ông hỏi ai vậy? Trời ơi, ổng nè, con thì còn đỡ đó. Tao mấy chục năm nay rồi, mười mấy năm nay mà ổng gặp tao ổng còn lâu lâu mà hỏi ủa mày thằng nào nữa. Trời đất ơi, coi như là ổng nặng lắm rồi. Nè, ông nhớ gì không? Nhớ. Nhớ quan chưa? Ông nhớ ông còn mượn tôi 2 đồng không? Nhớ chứ. Nhớ hả? Bà nội của tôi á, có mượn bà cố của thằng này 2 đồng. Nghe không? Kêu bằng thằng rồi đó. Ở đây nè, kêu thằng nữa theo. Quan. Quan, quên. Bà nội tôi có mượn bà cố của quan này 2 đồng. Sau đó lãi mẹ đẻ ra lãi con nhiều quá rồi thôi nghe nói đâu lên 3 đồng. Rồi trả không nổi. Rồi cuối cùng á là bà nội của tôi á là bắt là em của bà nội tôi tức là má của tôi á là phải đi ở đợ cho nhà ông quan này. Thôi. Ông mệt quá à? Mệt quá Quang ơi. Ê, sẵn con Bảy đây. Được ông Bảy. Bây giờ vậy nè, một lát nữa Quang trên xuống thanh tra ở đây nè. Ông làm ơn một bước tôi giải chết nha. Hả? Rồi ông á, với ông Chuột á là sẽ khóc, khóc lóc và thương tiếc tôi, để cho Quang trên hôm nay xuống đây kiểm tra thanh tra cái đê bể nè. Đó, để mà thanh Quang mà thấy tôi chết thì Quang thấy tôi vì dân. Quang thương tôi, thương tiếc tôi cũng thưởng cho ông. Đúng không, bằng cách là tôi xé cái nợ cho ông, chịu không? Không được, ông đang sống mà tại sao tự nhiên chết? Trời ơi, ông ngu quá vậy. Hả? Đừng có ngu, nó xong lúa vậy, xong lúa vậy. À, chịu không? Bây giờ ông cứ khóc đi, rồi ông xé cái nợ, ông là ông được tự do rồi. À, nói chung là phải xé cái nợ, rồi tôi khóc là được tự do. Mày ngu thì có, tao chết rồi, già rồi, sắp sửa xuống lỗ, còn khóc chi nữa. Mà ông là ma tự do đỡ hơn ma ở đợ, đúng không? Vậy đó. Bây giờ ông muốn trừ cái tiền hết, ông thiếu tôi để cả đời ông chồng họ ở đợ cho tôi hoài à? Ừ. Hả? Sao này mình không nhớ hả? Được rồi, bây giờ là sao? Bây giờ tôi nằm chết. Ông ra theo bếp, kêu ông bếp lên đây thử cái thái độ của mình sao. Kêu ông bếp lên đây để cho nó nhìn thấy quan chết. Thương tiếc gì không? Hiểm lòng. Hiểm lắm, để nhớ rồi. Bếp ơi, quan chết bếp ơi. Quan ơi, bếp chết. Thôi, ông đi, ông đừng có kêu nữa, thôi được rồi. Chuột, để ông đi ông xuống nói bậy bạ hết rồi, con bếp nó không biết á. Giờ con nữa phải không? Con đi, con xuống, con làm bộ, kêu bếp lên nói là Quan chết rồi, để lên coi nó có thương tiếc gì Quan không con. Cái gì cũng đổ cái đầu con chuột này không? Đi. Đúng là trăm dâu đổ đầu chuột. Đầu chuột, quê. Bỏ bị con chuột quá. Quên nói. Nó nằm chết nha, Kêu bếp ra phải không? Ừ, tao giả chết nha. Bếp ơi, Quan chết rồi kìa, ra Quan kìa, rồi bếp ơi, Quan chết rồi. Vậy? Quen chết hả? Ờ, chết đi cho rồi. Sống mà cầm đất tôi làm gì? Trời ơi, có tiền là cũng heo liền á. Trời quen gì đâu mà không lo cho dân, suốt ngày cứ ăn không trời ơi. Nó ăn nó đổ nó chết mà nó chưa chưa sình nó bị nó mập quá mà. Nó ăn quá mà. Thôi, quen chết rồi nó mừng quá trời luôn ông nội. Vì báo cho dân làng biết, cho dân làng mừng chứ. Chà, nó chết vùng
chưa bỏ cái tật về của nó thấy không? Ê, hôm qua mày chui vô mồm tao phải không mày? Trời ơi, nó còn gật đầu nữa thấy không? Mày dễ sợ mày quá em. Cũng may cho mày, mày chết rồi nghe mày. Mày mà còn sống bữa nay mày chui vô mồm thấy không? Mày đã kiếm cái cây hả? Bữa nay mày chui vô mồm, trời ơi, tao lộn hai cái sầu riêng cho người tao. Còn cái hai đứa năm cho mình chết luôn ấy. Thứ gì đâu mà quan không lo cho dân, suốt ngày chỉ biết ăn gì vậy? Mày chừng tao hả? Mắt mày chừng bự bằng tao cả. Nè, mày chừng tao lé không nè. Mày chừng bự không? Trời ơi, mày ngồi dậy hả mày? Thấy không? Má của mày nó chết thành ma luôn thấy không? Thằng sao ma đâu nha mày. Trời ơi, mày ta bắt ấm rồi nè. Ma hả? Mày khè hả, quỷ hả, con sợ nó ma mày. Bắt ấm rồi nè, ấm rồi đi. Bắt kỹ hồng thấy không? Thấy không? Ấm rồi đi. Bắt kỹ hồng. Ấm rồi đi. Tao giả bộ chết thôi nha, để tao biết cái lòng giả của mày nè, chứ không là tối nay mày cho tao cầm hai cái đầu tiên là tao chết. Cũng may tao phát hiện sớm mà, chứ không có bữa nào cho nó nấu ăn nó bỏ thuốc chuột cho tao chết rồi nha. Quang nó quá ông ơi, con đâu dám làm gì Quang, nỡ nào là bỏ thuốc chuột cho Quang, muốn con chết nha Quang. Mà thuốc chuột bán đâu Quang? Bán ở... mày hỏi chi? Mua để hút Quang. Dạ không Quang ơi. Rồi yêu của Quang, liệu hồn mình chỉ có Quang. Tha cho con đi Quang, để con thủ có tiếc thờ ba đời chồng con mà. Ủa, thờ một đời chồng đó Quang. Phải tôi nghe chưa? Nghe, bây giờ nè, nghe là tao. Vụ gì Quang? Chạy ra ngoài đó. Chi Quang? Gặp thằng chuột. Làm gì? Chuột nó kêu gì làm cái đó, hiểu không? Kêu gì làm đó hả? Quang, dẫn đi á Quang. Đi đi, ra gặp chuột đi. Dạ, ông bỏ nhỏ tha lên ba cũng không chừa. Thuốc chuột bán đâu Quang? Bán ở ngoài. Mày hỏi chi Quang, tao đập mày chết. Cái con nhỏ nó chạy nước ra tâm lĩa của tao đi. Mà nuôi như nuôi ma với quỷ ở trong nhà này không hay sao? Chuẩn bị. Một. Hai. Sáu. Thank you.
mày hiểu không? Đâu nghe đâu cười. Bà nghe gì đâu? Nghe chết liền á. Đừng có nói gì đâu mà nghe. Cái chuyện nào mày mới nói? Khoái cười quá, tôi cho cười cho đã. Bây giờ vô đây tôi nói chậm lại cho nghe nè. Hiểu chưa? Cười. Chuột, sao tới giờ này mà chưa thấy qua tới ở tỉnh xuống này chuột hả? Khó quá chuột ơi. Đấy, mày cười gì chuột? Hả? Tại sao mày cười? Thấy mặt bà bé mắc cười. Ủa bếp, tại sao mày cười? Mày biết mày nói tại sao mày cười? Cái gì? Mắc cười, ai chứ chẳng quá. Quang nó sắp chết mà đứng nó cười hoài. Ba người tự nhiên giờ đứng nhìn mặt nhau là cười hoài vậy đó. Em nhau cười kiểu đó. Bây giờ tao bàn kìa. Chốt mà nhìn tao là mày hết cười. Bếp nhìn tao cũng hết cười. Ông Bảy cũng nhìn tôi cũng hết cười nha. Nha. Chứ đừng có đừng nhìn ba người, đừng nhìn mặt nhau nữa nghe chưa. Bắt đầu nè. Hai ba. Đó thấy chưa. Nhìn mặt tôi là hết cười liền thấy không. Sao mày nhìn anh ta mà cười? Hả? Chuột! Tại sao mày nhìn anh ta mà cười? Miệng quan mớm mà cười. Mếp! Sao nhìn cười? Nãy giờ mới đi! Mặt quan bị bầm quá trời lắm! Thôi! Thôi! Ba người chưa? Quan gần chết tới nơi rồi. Mọi chuyện nó đang răng rối hết mà đứng nó cười hoài. Nãy giờ tao tưởng ông là ông huynh đầu tảng. Trời ơi, huynh đầu tảng. Chết. 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 Chết.
Tại sao nghe quan lớn tới mà không ai ra nhìn tiếp hết trơn à? Ông quan á, gây ra chuyện tài đình mà nằm ngủ ha. Có thằng lành quá ha. Quan ơi, không phải ông ngủ đâu. Chứ gì? Không phải ông ngủ. Chết rồi. Chết rồi quan. Cái gì? Chết rồi. Chết. Chết. Chết cha. Nó chết là lấy gì ta xử? Ông đâu có tội đâu, quan xử ông tội nghiệp lắm quan. Sao không có tội? Ai nói người nào không có tội? Quan cũng tốt lắm mà làm gì có tội. Dạ. Quan mép quan gì đâu mà nói ông có tội. Dạ. Ta nghe nói dân làng ở đây thưa kiện nè, nói là ổng là một ông quan bủn xỉn, không hà hiếp dân lành, ức hiếp dân lành. Có ngày làm cho dân lành đau khổ không à? Không có. Đúng rồi, đúng rồi. Không có, quan mình tốt. À, không có, quan quan tốt lắm. Quan tốt lắm, trời ơi, ổng hả, xài tiền sang lắm. Dạ. Con kẹt tiền nhiêu hả? Lại lấy ông cho tôi bơ à? Dạ. Thiệt, lấy riết không biết tiền để đâu không mà. Dạ. À, tiền để bên này nè. Hả? Hả? Quan, 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 tiền để đây nè. À, tiền để đây nè, tay không hả? Có dính tiền đâu. Đó, tiền ở chỗ này nè. Trời ơi, muốn không, muốn cho cậu không? Nè, tay. Đó nè, cũng nợ 3 tháng lương, cũng lấy nhiều lấy. Ờ, quan tốt quá. Nguyên năm luôn đó. Đúng rồi, quan còn tỉnh biết không? Ông quan con tốt lắm á. Con có nợ ổng 5 đồng. Cái ông giết chế nợ, à, ông nói hả, mà muốn xé chế nợ lúc nào ông sẵn sàng ông xé hết nợ luôn. Mà không biết cái giấy nợ ông ở đâu á, ông nói cho quan nghe nè. Đó, cái giấy nợ ông để đâu đây nè. Giấu trên đầu, mới giấu trên đầu. Mới giấu đầu. Giấu đầu. Ôi sao người chết cái đầu nặng quá vậy ta? À, dạ, sư quan lớn, dạ, cái người chết cái đầu nặng hay đầu nhẹ? Đầu hả? Dạ. Nhẹ. Đầu nhẹ. Nhẹ hiu á. Cái đầu nhẹ hiu á. Mà tôi biết. Trời ơi, đầu nhẹ bay luôn. Ôi trời ơi, cũng bay luôn. Đó. Quan con tốt lắm anh chưa? Dạ, cái giấy nợ nào ông nói xé. Phải xé không? Xé không gặp đầu kìa, cứ xé đi đó. Nó đừng có nợ nữa. Nợ chứ rất nhiều. Khổ lắm. Đúng không? Phải khỏe hả? Quan đầu bệnh biết sao? Quan con tốt, dữ dội lắm nha. Trời ơi, ai nói quan con dê, quan con không có dê đâu. Trời ơi, quan ơi, quan chết chi vậy quan ơi? Quan bỏ con đó quan ơi, trời ơi, quan chết rồi. Lấy đâu ra người mà bớt người này bớt, mà bớt người này bớt, bớt người này hồi bỏ. Thôi, quan ơi á. Con đừng chết, bỏ con đi quan ơi. Quan chết rồi, chết mẹ, không, không, không. Thôi, ta hiểu rồi. Lấy cái dao cho ta. Dao nhỏ lắm quan. Lấy cái dao đi quan, nó bự hơn quan. Ủa chi gì quan? Dạ. Cái dao nhớ không chứ, chéo một dao này. Dao này bén không? Dạ bén. Bén bén lắm. Bén dữ không? Dạ chém sắc, chém bùng quá quan. Ta nghe nói ông quan này một phút phút máu của dân là dạ đúng. Gây bao nhiêu cảnh lầm than. Nó sao đúng? Làm cho con phải khóc cha, vợ khóc chồng, bà nội khóc ông nội, bà ngoại khóc ông ngoại, tôi nghĩ bao cảnh lòng than. Xử đi quan. Ở trên tỉnh rót tiền xuống làm đê để ngăn đê đắp lũ, lấy tiền giữ dụng sai mục đích, ta phải trừng trị. Ta còn nghe ông quan này là con yêu rau xanh mà. Yeah. Làm hại bao nhiêu cô gái trẻ đẹp ngây thơ trong trắng nết na dịu hiền. Dưới 18 tuổi mà. Banh ra. Để banh gì? Banh hai cái giò. Điêu lên banh đi. Thứ bả bạch thay. Ta phải xử. Ta phải xử để cho con yêu đô xanh này khi chết xuống dưới á, không có phá hoại mấy con quỷ cái nữa. À, đúng rồi quen. Chắc quá. Quang con quỷ cũng lại quang mà. Chết bà. Dạ chết. Quang con giết con, quang giết.
quan có chém, quan quan chém đừng bao giờ làm như vậy. Trời ơi, con không muốn làm hai phai đâu quan ơi. Hai phai là gì? Thái giám. Quan tha cho con biết lỗi của con quan ơi. Biết rõ chưa? Dạ, con biết rồi quan. Tội của ngươi. Dạ. Hống hách. Dạ. Cửa quyền. Dạ. Làm đau khổ bao nhiêu gia đình. Dạ. Mình làm quan. Mình phải lo lắng cho dân lành, yeah. Giúp đỡ cho dân lành, yeah. Không giúp đỡ thì thôi, yeah. Còn hành hạ hại người ta, yeah. Ha? Tội của ngươi biết là ngươi bị cái tội gì không? Dạ con biết rồi, con còn rút tiền của nhà nước để mà chủ xây đập đê cái đê của chống lũ. Bây giờ con có lỗi của nó mà con trả tiền nó lại để con xây lại cái đê đó là không xử nặng đi quá. Không xử nặng đi quá. Chém đầu quan quan. Chém đầu. Thôi, chú quan đừng có chém đầu ác lắm. Bây giờ đặt đầu cái lắm đi quan. À, hai đứa này ác quá nè. Tôi có ý kiến là cạo hết tóc đi, két mỡ trăng vô rồi trồng chuối đi, phơi nắng cho 3 ngày sau cái đầu nó lú giống như đầu tôi nè. À, phải là ác hơn đó. Bao nhiêu cái đau khổ cho người làm như thế không có đã, không có đủ. Dạ. Phải làm sao cho nó đau khổ vậy? Dạ. Phải làm sao cho nó rải rứt luôn tận đó. Quản làm ăn không được, ngủ không được, quản sống cũng như chết, chết cũng như sống. Ta quyết định, ta phải xử thẳng tay, không nương tay, trừng trị thẳng cắn. Quyết định là sao? Nộp phạt 1000 lượng. Trời ơi. Công nạp cho ta. Chết. À, nộp phạt 1000. Dạ. Vậy ông còn sống hả? Vậy là tụi bay biết tại tao chứ mình chết rồi. Quan ơi, chết rồi quan lớn ơi, chết rồi quan lớn ơi. Dạ, đê ở trên tỉnh dở rồi. Hả? Trời ơi, đê tỉnh dở là chết cha. Bà con họ kéo đến thì quan ơi. Chết tôi rồi. Mà bụi bặm không à. Kỹ hơn thì chúng ta sẽ chia thành nhóm. Nhóm 1 sẽ tìm hiểu về cuộc đời của nhà thơ. Nhóm 2 tìm hiểu về các tác phẩm. Nhóm 3 hoàn cảnh lịch sử. Riết còn hơn là nhà quan chức chủ nữa à. Tìm hiểu kỹ hơn thì chúng ta sẽ chia thành nhóm. Nhóm 1 sẽ tìm hiểu về cuộc đời của nhà thơ. Mục đích hay sao mà mở ông sòm vậy? Emilio. Nghe không? Trong này toàn búp bê thôi. Đây là sách của con gái. Làm thế nào bây giờ? Tao nói là ông sòm quá. Nghe không? Cha. Sáng nay trời đẹp quá, tiếng chim hót réo von thanh tao. Thanh 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 con khỉ móc. À, thì ra không phải chim mà là khỉ. Ê, nhìn kỹ, bộ tao giống khỉ lắm hả? À, người không giống khỉ, khỉ giống người. Giống cái đầu cô á, đúng là đàn bà con gái, nói năng không có ý tứ gì hết trơn. Ê ông kia, à, đừng có thấy sáng sớm tôi nhịn rồi làm tới nha. Đàn bà con gái làm sao? Quá đẹp á. Phải rồi, đẹp. Đẹp mở dơ. Nhà cửa không chịu dọn dẹp. Quần áo không giặt giũ. Bếp núc không lau chùi. Xin lỗi nha, lại đây chị cho ngửi một chút nè. Thơm tho như là nguyên mít nha. Quần áo không giặt một tháng vẫn có đồ thai nha. Còn bếp núc mà không có dọn vẫn có đồ ăn nha. Nhà cửa không dọn vẫn có vẫn có rác nha. Tiền nhà không đóng mà vẫn chơi cái mặt ra nha. À, ai vậy? Ai mà trơ mặt nó kỳ quá vậy ta? Cô chứ ai nữa.
đâu chỉ chơ mặt, chơ trụ luôn kìa. Dạ hai má, con xin thông báo cho hai má biết là 3 tháng chuyện nhà rồi nha. Ủa, thiệt hả? Trời ơi nữ, sao nữ không nhắc mình vậy? Tiền nhà mà thiếu coi sao được, đâu có bao nhiêu đâu. Bởi vậy người ta nói... Trời, người ta nói hổng tiền mà còn chảnh, đâu có bao nhiêu. Vậy thì làm ơn cho tôi xin đi, ha. Cho thiếu vài ngày nữa đi mà. Mệt hai bà quá rồi nha. Đâu có đâu, mới có 3 tháng mà. Sáng về hôm nữa em đóng đuổi cho nha. Dừng lại. Tính dùng mỹ nhân kế hả? Lộn chỗ rồi bà. Dẹo với tôi không có được đâu. Quỷ à. Chớ khua môi khua mép, không ăn nhậu gì đâu. Tôi đây cũng như mấy bà, tôi chỉ có mê tiền. Không có tiền cho tôi, kể như là cho dê Bé mặt ơi thương quá, em nghe chị mẹ em, thấy em chị thương quá hà. Nghe chị khuyên đây nè, em phải cần ăn kiêng cho dáng người mê nhân. Đừng nói đụng chạm nha. Cái phọt này không phải dễ kiếm nghe không? Đụng chạm nó tự ái tôi rồi đó. Trời ơi, bé gái này dễ thương ghê vậy đó. Thông cảm đi cưng, vài bữa chị dắt về làm mai cho gái một người chịu hơn. Thôi đi thím, hai thím còn ế chảy nước, không ai thèm rước kìa. Ở đâu mà làm mai làm mối cho tôi. Ê, mập, tự ái nha, không phải trai, không thèm đây, mà vì đây cao giá, không thèm trai nha. Đừng đóng kịch nữa má ơi. Dạ, và con xin hai má làm ơn, căn phòng này á đừng có bài biện mà lung tung như vậy nữa. Tôi mới dọn dẹp đó nghe chưa. Phòng đâu có ai ở, dọn dẹp làm cái gì. Nhưng chút nữa có người dọn tới. Hả? Ông hứa nhà này chỉ có 2 đứa tôi mướn thôi mà. Hai bà cũng hứa với tôi là đóng tiền sòng phẳng mà. Sao 3 tháng rồi không đóng vậy? Tại tụi tôi kẹt. Thì tôi cũng kẹt. Nhưng mà ở chung như vậy phức tạp lắm, mình đâu có biết người ta ra sao. Yên tâm, ấy hiền hậu dễ thương lắm. Rồi sao? Lịch sự phong độ lắm. Còn nghề nghiệp giàu hay là nghèo? Nghề nghiệp ổn định lắm, tiền bạc vô tư lắm. Đẹp hay là xấu? Tính tình sao? Bà nghĩ sao xấu tôi cho vô vậy? Một mình bà thôi tôi muốn chết rồi. Người ta đẹp lắm, đa tình lại lãng mạn nữa. Gia đình thì sao? Độc thân duy tính. Mà trai hay gái? Trai hay gái hả? Cái này chút nữa biết. Trời đất ơi, cái bà này mới làm gì vậy trời ơi. Vậy là sao mày, vậy là sao? Tao bảo đảm với mày, người đó là trai. Mày thiệt con, mày đừng để tao mà ngột nữa nha. Mày là trai đẹp nữa kìa. Sao mày biết? Thấy con mẹ dẹo vậy là hiểu rồi. Trời ơi, đẹp trai, trai đẹp. Phải đề phòng mới được. Tụi mình phải đoàn kết lại để đề phòng. Nhất là đàn ông con trai, nguy hiểm lắm. Mình phải làm cho nó thấy là vô đây, ở đây không phải là đơn giản. Chứ sao, đừng để nó tưởng là mình khoái nó. Trai thôi mà, không cần. Đúng rồi, trước giờ không có trai, mình sống vui ghê không? Vui ghê không? Tự nhiên bữa nay xuất hiện, làm rối thêm, bực bội quá. Để giảm cân mới được. Chắc là cũng chẳng ra gì đâu, coi như nó tàn hình là được rồi. Có gì phải lo, mình cứ tự nhiên thôi. Phải vô thay đồ mới được. Sao không có ai vậy hết kìa? Hello? Are you ready? Vậy mà nói là có 2 người ở đây, còn dặn dò cẩn thận đủ thứ. Thật là... Thôi kệ. Bỏ đồ vào đây, vào phòng trước đã. Chắc là phòng này. Hello? Hello? Chào. Hello. Welcome you. Em chào hai chị ạ. Em mới tới. Tự nhiên. Ngồi đi.
please sit down, sit down, please. Làm quen ha. À, mình là Nam. Mình tên Nam. My name Nam. Mình là what's your name, my name nữ. Là đó là Nam. Và đây nữ. Đây gái. Gái. Tên gái. Ôi hay, hay quá, hay quá. Giống sao tên vậy? Không có phức tạp. Nữ, gái. Vậy là lady hết. No, no, no lady. Phân biệt rõ ràng lắm. Đây là miss. Đây là woman. Ôi, oh, oh, hai bạn funny quá, funny quá. Anh Nam, uống nước ha. Nước ngọt nghe. Mời anh. Mời. Thank you. Nước ngọt em mua đó. Của tôi, của tôi. Ờ, bạn nói sao? À dạ không có gì, à, anh uống đi. À uống đi. Mời anh dùng bánh. Ăn đại đi anh, tự nhiên, tự nhiên. Thank you. Yeah. Natural, tự nhiên, tự nhiên. À, bánh tôi mua đó, vừa vừa thôi. À, cô đây vừa à, nói không, à, không có gì. Em nói là bánh này ngon lắm. Ăn hết sảy luôn. Anh tự nhiên, dạ, tự nhiên. À, tự nhiên. Hai bạn funny, funny quá. Dạ, dạ, anh Nam làm bác sĩ hả? Ừ, tôi, làm việc ở bệnh viện, phải không? Ủa? What do you know? À, dạ, nhìn đồ nghề biết ông nào, nhìn đồ nghề biết. Hai bạn thông minh quá, thông minh quá. Hai bạn có học một chút nữa thôi chết rồi. Hai bạn thông minh thật đấy. Hai bạn biết không? Rất lâu rồi, phải nói là rất lâu rồi, lâu dữ lắm rồi, thì tôi mới thấy, thấy một người thông minh khá xinh. Lòng quá vui mừng khi quen các cô chung một mái nhà thân tình xiết bao. Anh Nam đừng khen em, ai đâu mà khen cô. Anh Nam vừa khen tôi, anh Nam vừa nói tôi xinh mà khôn. Đừng cãi nữa, cả hai cô vốn xinh tươi dịu dàng. Nhìn khó biết có ai hơn với hai cô tuyệt vời. Anh Nam này vui ghê, có duyên ơi là duyên. Ôi trời ơi, duyên. Duyên. Cảm ơn. Cảm ơn hai cô. Thank you very much. Trời ơi. Tôi nói vậy vì tôi thấy. Sao? Thấy sao? Thời buổi bây giờ các cô gái thường xinh đẹp thì ít thông minh. Anh Nam nói vậy chứ nhìn con nữ cũng xinh đẹp lắm chứ. Đẹp đẹp nhưng mà cũng thông minh. Chứ không được đẹp mà cũng không thông minh thì buồn lắm. Như nhỏ bạn em tội nó lắm đó anh. Hai cô vui quá. Tôi thấy hai bạn vừa xinh mà lại vừa thông minh. Như là Thúy Kiều, Thúy Vân vậy. Mai cốt cách tuyết tinh thần. Mỗi người, mỗi vẻ mười phân vẹn mười. Trời ơi, anh Nam lãng mạn quá, xuất khẩu thành thơ. Mà tên này bác sĩ có khác, nó làm thơ hay quá, hay quá. Hai bạn quá lời, quá lời. Cứ nâng như là tâng bốc lên thế thì Nam cứ chịu. Thơ này không phải là của mình, mà là của một người bạn. Ủa, bạn anh là nhà thơ hả? Trời ơi, mà phải có trình độ lắm mới làm bạn với nhà thơ được á nha. Hai người chơi thân với nhau lắm phô. Ủa, ủa, sao bạn biết? Why do you know? Biết chứ sao không? Nghe qua là biết liền nè. Bác sĩ với thi sĩ mà đồng cảm lắm á nha. Chung một chữ sĩ mà. Ôi trời ơi, vậy sao? Ôi trời ơi. Vậy là loài sĩ cũng vậy hả bà? Ăn nói không biết gì. Trời ơi, không không, duyên duyên. Nó nói hài kịch mà đúng không? Này này này. Vậy thì tôi mới biết đấy. Nhưng mà bạn tôi đây không có làm thi sĩ. Vậy sao bạn anh biết làm thơ? Bởi vì thơ đó là thơ Nguyễn Du. Đó, tên này của Nguyễn Du mà cái bà này không có biết gì chứ. Nãy tên này Nguyễn Du. Còn bạn của tôi thì làm nghề bảo vệ. Hả?
vệ? Bảo vệ thư viện hả? Không không không, bảo vệ bệnh viện. Thấy chưa, em nói không có sai mà. Ừ, thì ở đây chúng được có chữ viện à. Thư viện với bệnh viện khác nhau xa lắc vậy mà nói không sai. Thì có chữ viện là được rồi, phải không anh Nam? Đúng rồi, đúng rồi. Có chữ viện là được rồi, đúng không, đúng không? Hai bạn làm ngành gì vậy? À, em hả? Em làm bên ngành giáo dục trẻ thơ. Trời ơi, chút xíu nữa. Xíu tao nhai luôn cái ly này rồi. Teacher, cô giáo hả? Nghề đó cao quý lắm. Dạ. Giữ nít cho người ta mà khó lắm đó anh. Đâu phải ai cũng giữ con cho người khác được đâu, khó lắm mà. Thì ra bạn giữ con dùng người khác à? Vậy còn nữ? Dạ, em làm bên ngành thẩm mỹ. Đúng rồi đó anh Nam. Làm móng tay móng chân cho người ta cũng gọi là thẩm mỹ đó anh Nam. Ok. Làm nail. Yes, nail. Anh nail. Dạ. Okay, anh là okay. Anh phải nói nail. Cũng gần như là thẩm mỹ, làm đẹp mà. Chắc hai bạn xem tuổi nhau hả? Dạ không. Trời, anh nghĩ sao vậy? Con nhỏ này nè, nó nhỏ hơn em mấy tháng tuổi đó. Vậy mà nhìn đi, trời ơi, tụi em trẻ trung bằng nhau phải không? Không biết làm sao á. Chắc tại gì? Tại em trẻ. Hay là nhỏ này nó già không biết làm sao nữa. Nó bị háp đâm, nó bị háp sớm. Nhắc mới nhớ. Tại hồi sáng này bà không tập thể dục nên tôi quên. Trời, Nam biết không, nhỏ này mà nó không tập thể dục với ăn kiêng một ngày hả? Trời ơi, cái này nè, một đống vậy nè. Cái mông một đống vậy nè, nhìn ngán mỡ lắm. Đúng rồi. Vậy chứ con đứa nào đó theo nó xin để nó bơm vô của nó hoài mà tao đâu có cho. Đúng rồi, nhắc mới nhớ nha. Trời, sáng giờ sao bà không đắp mặt nạ vậy trời? Ngưng một ngày á, anh Nam biết không, cái da của bà nó sùi lên vậy nè, ghê lắm. Anh Nam biết không, trời ơi, thấy hết hồn luôn á Nam, ôi là Nam. Vậy hả? Vâng. Thật hả? Thế sao cũng thấy xinh xinh mà thấy mặc đồ cũng ngon ngon này, ngon như là trái táo, apple. Đó, thấy chưa, để tự anh Nam nhận xét là đúng mà. Tôi cũng xinh chứ bộ, đâu có da mặt sần sù gì đâu. đúng rồi, trời, bà xinh lắm á. Là tại vì biết sao không, cái áo á, nó đang mặc á, là của em. Em mượn của con nhỏ bạn em, bằng bả cho bả mượn. Tội nghiệp lắm anh biết không, giữ con cho người ta thì làm sao mua nổi cái áo này, mượn của em không đó. Ôi, tội quá. Tội quá. Đúng rồi, cái áo này là nó mượn. Nhưng mà em mặc, tại sao anh biết không? Nó ngộ lắm à nha. Tiền nhà không chịu đóng cho người ta, thấy người ta chửi bới dữ quá coi kỳ nên em cho mượn tiền đóng. Nó không trả tiền cho em nên mới mướn cái áo của nhỏ bạn đưa cho em mặc đó. Ôi trời ơi, tình thương mến thương. Hai bạn thương nhau quá. Ôi, hai bạn ơi, thương nhau quá, thương ra tốt lắm hai bạn ơi. Trời ơi, thương lắm anh ơi. Sống chung bao nhiêu năm rồi nên cái gì cũng san sẻ hết á. Đúng rồi, nhất là cái chuyện tình cảm đó anh. Trời ơi, tội nghiệp con bạn em lắm. Hai mấy ba chục tuổi rồi, có nhỏ nhất gì nữa đâu anh. Vậy mà không hiểu sao, nó ế quá là ế anh ơi. Nó buồn, tội nghiệp nó lắm anh ơi. Thì phải đồng cảnh ngộ mà bà. Em thì thà không yêu ai còn hơn anh Nam ha. Chứ yêu như nó vậy khổ lắm á. Ủa, yêu sao mà khổ dữ thế em? Anh biết không, tại vì ý thức được mình đó, cho nên hễ có anh nào ngỏ ý là lật đật dâng hiến liền. Ôi trời ơi, dễ dãi quá nên nó chán rồi nó đi hết chứ sao anh. Đàn ông ngộ lắm, chỉ thích những gì khó khăn để mà chinh phục kìa. Chứ để cho mà họ dễ dàng quá đâm ra là mau chán lắm nhá. Tôi nghĩ là cũng như Nam vậy nè, lâu lắm rồi Nam cũng có để ý thương một người. Hai bạn biết không, tình yêu là một cái gì đó dễ sợ lắm, cho nên là gặp em từ buổi xem nhạc, giọng ca ngọt êm xiết bao, lời ca bỗng như lao sao mà lòng anh thấy như nào nào, tựa như giấc mơ phương nào.
Từ khi gặp anh em buồn. Ồ. Ủa không, ủa lộn, bị bài hát nó vậy mà em thì em có buồn. Ừ đấy. Vì vậy mà từ đó đến giờ Nam không muốn yêu ai nữa. Không, no. Thì tụi mình cũng mới quen thôi mà, đâu có thân thiết gì đâu phải không? Cái bánh này tôi mua tốn tiền lắm mà nha, mình nên san sẻ nhau. Thôi hùng tiền lại đi, tôi không có dễ dãi lắm đâu. Thì đó, bánh này nè, người ta ăn ít ăn nhiều thì khó tính, chứ còn nước ngọt mỗi người lon dễ tính thấy mò hồ luôn à. Ô, sao hai bạn trở mặt lẹ còn hơn là bánh tráng vậy hả? Nãy giờ quên hỏi tôi ở phòng giữa này phải không? Ủa bộ anh không có hỏi ông chủ hả? Thì coi phòng nào trống vô đại đi. Không biết tôi treo đồ ở đây có được không nhỉ? Có trở ngại gì không nhỉ? Thôi đồ đạc gọn gàng lại giùm chút đi, nhà nam nữ lộn xộn để tùm lum phiền lắm. Ôi vậy còn giờ giấc tôi về khuya một tí có sao không nhỉ? Sinh hoạt sao cũng được, miễn đừng phiền tới người khác thì thôi. Tôi nghĩ là sống chung lâu dài ấy, thì mình cũng nên cởi mở với cởi nhau nhỉ? Cởi thì cởi, có người mở thì cũng mở có người, chứ cởi mở lung tung không có được. Ô, vậy thì cũng phải biết là ai là người có thiện ý với mình thì mình mới cởi mở chứ nhờ. Thì anh phải biết phán xét chứ. Không lẽ bây giờ tôi nói là anh Nam ơi, tôi nè, anh muốn cởi, muốn mở gì cứ tự nhiên hả? Ôi, tôi đâu có dám như thế. Thì đó, với lại nhà này trước giờ không có phái nam, cho nên anh nên cẩn thận, đừng để tụi tôi mang tiền. Thôi yên trí đi. Về cái khoản đó thì tôi đảm bảo là không hề lộn xộn. Để phân biệt thế nào là cởi, thế nào là mở, anh nói cho tụi tôi biết về anh đi. My name Nam. Trời ơi. Tôi làm ở bệnh viện phải không? Đúng, 30 tuổi. Tuổi con trâu hả? Lịch sự đứng đắn, hiền hậu dễ thương không? Độc thân vui tính, nghề nghiệp ổn định không? Tiền bạc vô tư. Hai bạn tát vào mặt mình đủ chưa? Thế làm gì mà hai người hỏi tôi mà như kiểu cha hỏi tù binh, ghê quá. Hai người muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi nhé. Cái nhà này tôi cũng mướn, cũng trả tiền đàng hoàng, nhất phải là hai người ở nhờ hai người đó, ghê quá. Thôi. Nói gần nói xa, hôm qua nói thật, trai đơn gái chiếc ở chung nhà dễ xảy ra chuyện không hay lắm. Ủa, vậy ý cô là sao? Là chị em tụi tôi hồi đó giờ không có mít lòng, và sau này cũng vậy. I don't understand. Là không hiểu đó phải không? Mệt ghê. Nói thiệt là hai đứa tụi tôi thế nào thì nãy giờ nói mẹ cho anh nghe hết rồi. Giờ một trong hai đứa, anh chọn đứa nào thì nói lẹ cho khỏi mít lòng. Nhưng mà tại sao lại là tôi chọn? Vì anh đủ điều kiện. Điều kiện? Phải. Điều kiện gì? Bác sĩ nè. Không. Độc thân nè. Không. Lãng mạn nè. Không. Có tiền nè. Không. Lịch sự nè. Không. Nam tính mạnh mẽ. Không. Mày má nói ai? Mày nói tôi, mày má ơi. Vậy chứ anh là ai? Tôi là... Chuyện gì mà ông sờm quá vậy? Trời ơi mệt ghê à. Chuyện gì ơi? Ông nói đi. Ông này, cái thằng nhóc này là ai? Sao những gì ông nói anh ta đều không chấp nhận gì? Anh ta là ai? Là ai? Honey. Help me honey. Hai đứa nó gặp em kìa. Honey. Được rồi. Ai con quỷ nó biết rồi. Thôi để mình đuổi tụi nó đi. Honey vui nha. Đừng có buồn nữa nha. Cục cưng. Trời.